đã cho tụi con cái tiệm tạp hóa. Mẹ thì mần cái nghề đó rất là lâu rồi, nhưng mà đến khi mà mẹ sợ nghỉ cái nghề đó tiếc, nhưng mà đến hiện tại con vẫn đam mê cái nghề kinh doanh bên mỹ phẩm của con, nhưng mà mẹ không đồng ý. Nói cho nó ức rồi thấy chưa. Nhưng mà mình sao mình không chia sẻ với mẹ, mình tâm sự với mẹ? Nhiều khi có bao giờ con buồn con khóc về điều đó không? Con khóc nhiều lắm. Nhiều. Có tâm sự với mẹ không? Không dám con hả? Ừ, đó cho con khóc là giống như kiểu. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghe những cái câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu, và xin chào đón mẹ chồng nàng dâu xinh đẹp đến với chương trình. Dạ chào cô. Xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Tôi Nguyễn Thị Thế, sinh năm 63, 61 tuổi. Chị có mấy cháu rồi? Chị có 3 cháu. Lớn đứa là gái thứ nhất là Tú Dân, còn chồng của ông Tiền này là thứ ba. Dạ. Là Trần Thư Hoàng là đó, đó là cô, là cô coi trong phim không? Là đặt Trần Thư Hoàng là dòng sông Lý Việt cái gì đó. Ôi, dòng sông Lý Việt. Đúng. Rồi rồi mới tới thằng trai út của cô là tuổi Quý Dậu, là cô đặt nó tên là Trần Thối Văn. Trời ơi. Mê phim dòng sông Lý Việt. Là tại vì mình coi mấy bộ phim rồi đó dữ lắm hay luôn. Rồi đó dữ lắm hay luôn à. Bắt đầu mình đương mang bầu, cái bắt đầu mình coi trong đó cái mình đặt luôn. Vậy không, tại coi vì mình hỏi rằng không có phim đồng tiền thương máu giùm tôi nha. Rồi. Dạ, chào chú Nguyên Linh, chào chị Lê Lộc. Em tên là Thanh Tuyền. Năm nay em sinh năm 1992. Chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ là 12 năm. Ôi. 20 tuổi lấy chồng. Ở ngoài là 32 mà trong giấy là 31. Nó còn ngoài chồng nữa chứ. Giống mẹ chồng á. Con dâu của cô là tuổi Thân. Mà trong nhà của cô này ha, người ta nói á, dần thân tỵ hợi là tứ thành xung phải không? Dạ. Nhà của cô là đủ 4. Wow. Con gái của cô thứ hai là tuổi Dần. Chồng của cô là tuổi Hợi, nó là tuổi Thân, chồng của nó là tuổi Tỵ. Rồi cô đâu? Cô là tuổi Mão. Mão mẹo đó. Mẹo đó. Cái ngày đầu tiên mà con dâu nó về, rồi mình thấy, nhìn qua nhìn lại mình thấy nó làm sao? Nói chung là hồi đó là cô cưới nó rất là khờ, nó không biết gì hết, nó 20 tuổi mà. Mà trong khi bên xuôi của cô á là nhà có người làm hết, nó không có biết làm gì hết á. Mình cưới nó về, mình nói mình cưới, bởi vì mình là phận đàn bà, mình biết con dâu mình nó còn nhỏ, mình về mình dạy nó. Cưới về để dạy đúng, đúng không? Đúng rồi. Chứ mấy bà già xưa nha, nếu mà nó còn nhỏ quá, nó khờ quá, không biết làm gì, nó nói lệ cưới về làm gì. Thật hỏi đi, từ từ chờ nó biết gì hắn cưới. Đâu có. Cưới nó về đó ha. Là xong ngày đám cưới rước dâu về, nó đi te xuống dưới bếp với nó nói gì nè: mẹ với mấy dì rồi mấy cô mấy chị rồi này kia rửa chén với chùa nào cho con nha. Chứ con là không có rửa chén, không có chùa nào. Trời đất ơi. Là tại vì nếu rửa chén chùa nào sau này con cực lắm. Nó xuống ngay xuống bếp mấy dì nữa, mấy chị nó nhóc hết trơn gì, nó nói tỉnh quèo cái nó lên trên phòng ở bếp trên luôn. Giờ rút kinh nghiệm, mấy cô mà lấy chồng về lần đầu tiên là phải ác mẹ chồng luôn, la mẹ chồng luôn. Nó không có quét nhà, không có làm gì hết trơn. Cô làm gì nha. Cô làm mà nó còn chê là cô làm không sạch á. Vậy đó hả? Nó không có hiểu là gì. Nhưng mà cái lúc đó là mình nó giỡn hả? Hay là mình em là thẳng tính. Nó thẳng tính lắm, nó muốn nói gì nó không có sợ ai hết trơn á. Vậy hả? Mới sợ. Mình nói trước mặt mẹ. Trước mặt mẹ rồi trước mấy cô mấy gì mình sợ không? Hầu như là nó vô tình, nó không có sợ. Đôi khi nó không phải nó không biết mà nó không biết, không sợ ai, nó không biết ai luôn. Nó thẳng là từ hồi cô cưới nó về. Con không nhớ cái chuyện đó. Nó không có quét một cái nhà cho cô luôn. Cái không quét nhà là có. Tại vì hồi ở bên chị xui của cô là nó không có bận gì trơn á, nó không biết. Sáng sớm là cô với chú lợi hai tiệm. Cô là bán một tiệm tạp hóa, chú bán mình tiệm nhật tư. Thì hai vợ chồng nó xong rồi cái nó lại nó tiếp được gì tiếp, nó không tiếp thôi tới tối cô về. Tối cô về nó uống mặn gì luôn á. Nó không biết mặn. Nhưng mà cái lúc mà cô cưới về rồi cô có chỉ dạy không? Ví dụ mình nó về xong rồi bắt đầu mình mới chỉ dạy. Nó không có biết. Vậy trước khi mình làm dâu mình không có hỏi chuyện cách nào để làm dâu nó tốt hả con? Dạ không. Năm đó là hai con 20 tuổi à. Con với chồng con là biết qua bên nhảy audition á. Có một tháng thôi là hai vợ chồng con tiến tới hôn nhân. Cái lúc đó kiểu như là còn nít ở chỗ mà cái không có suy nghĩ gì trơn, vô tư lắm. Bên mẹ là từ nhỏ lớn là từ chiếc xe con chưa có bằng lái tới giờ hiện tại chưa có luôn. Tới bây giờ là ba bằng lái luôn á. Ba đưa rước tới có chồng là chồng đưa rước luôn. Giờ nó đâu có đi xe, nó đâu, nó hoàn toàn ngồi trên xe du lịch không. Chồng nó lái không là cô mua xe du lịch và chiếc CRV cho hai vợ chồng nó từ hồi năm 2018 tới giờ. Thôi khỏi thì bằng lái luôn. Nó đâu có đi xe đâu, cần thiết bằng lái. Dạ. Mình biết lái xe thì cái xe đó mới là nó phụ thuộc vô mình. Dạ. Chú nói vậy thôi còn chồng con. Xong rồi cái bắt đầu nói lợi rằng tiệm cô á thì nhà ở thì ổng có nấu cơm. Dạ. Tại lúc nó mới về là có chị chồng đó là nấu cơm nấu nước sẵn trơn à. Dạ. Cô bán một cái tiệm tạp hóa ngay chân đó luôn là cô đi ra khỏi cho hết vợ chồng nó.
Hai vợ chồng nó mới vô trong cái tiệm đó mới mua bán cho cô đi ra mình không luôn mà. Xong rồi cô bàn giao cái tiệm cho hai đứa nó ở đó luôn, nó ở riêng luôn ở đằng đó. Nhưng mà sau này nó nấu cơm giỏi, là nó nấu cơm cho hai vợ chồng của cô ăn là cả chục năm nay đó. Wow. À vậy đó hả? Là nó học ở trên mạng, nó nấu hay nó làm cũng đủ thứ hết trơn á. Mà tại vì cô với ông xã cô là rất là dễ, ăn cái gì cũng được. Sáng thì mình ở chợ đó, sáng ăn sáng xong thì tới 12 giờ, 1, 2 giờ cái nó nấu cơm ngâm cơm nó đem xuống. À mình họp với mẹ chồng gì con? Lựa quần áo, hai mẹ con nói chung là khi mà vô cầm điện thoại coi là giống như là con khen là mẹ sẽ cũng khen. Rồi hai mẹ con chốt cái đặt đồ trên mạng về. Nói chung là hai mẹ con thích mua sắm. Dạ đúng rồi. Hợp với mua sắm này rồi hợp với ăn uống không? Dạ ăn uống cũng hợp. Ăn uống mẹ cũng hợp dễ luôn. Lắm. Vậy đó hả? Ví dụ như hôm nào con bận, ví dụ con chiên trứng thôi cũng được nữa, làm ba mẹ vẫn ăn bình thường. Có gì mà con chưa hợp với mẹ chồng không? Con ít tâm sự với mẹ nhiều. Cho nên là con với mẹ không hiểu nhau. Con thì thích kinh doanh một cái nghề khác. Nhưng mà do mẹ là lúc trước là mẹ đã cho tụi con cái tiệm tạp hóa. Mẹ thì mần cái nghề đó rất là lâu rồi. Nhưng mà đến khi mà mẹ sợ nghỉ cái nghề đó tiếc. Nhưng mà đến hiện tại con vẫn đam mê cái nghề kinh doanh bên mỹ phẩm của con. Nhưng mà mẹ không đồng ý. Mỗi lần nó ức ức rồi thấy chưa? Nhưng mà mình sao mình không chia sẻ với mẹ, mình tâm sự với mẹ? Nhiều khi có bao giờ con buồn, con khóc về điều đó không? Con khóc nhiều lắm. Nhiều. Có tâm sự với mẹ không? Không dám con hả? Đó cho con khóc là giống như kiểu là con giấu xong rồi. Đó. Ít nói chuyện với mẹ lắm. Từ khi mà về nhà, em thấy trong gia đình của bên gia đình chồng em á, ít tổ chức những cái giống như sinh nhật tổ chức cho mẹ. Thì em là người đứng ra là sẽ nói với chồng. Nói chung là không có trực tiếp là à mẹ ơi sinh nhật con tặng mẹ, mà thông qua chồng, anh phải mua cái này cho mẹ, làm cái này cho mẹ, là em thông qua chồng hết. Chồng em sẽ đứng ra nói chuyện qua hết từ mẹ chứ em không có nói. Nói chung là nói chú Quyền Linh, tôi điện thoại nó không bao giờ bắt. Chồng nó bắt không à. Cũng như là không biết nó ngại bên mẹ một cái gì là mình không có biết. Ngại gì con nói cho mẹ nghe đi. Nó không bao giờ nghe điện thoại, chồng nó nghe điện thoại không cái gì. Tức nó là cũng không nghe chồng đó. Con rất là thương mẹ, thương ba. Giống như là chồng con lúc trước vợ là rất là vô tâm với gia đình, không có để ý tới ba mẹ. Ví dụ như đi chơi hay thì là con phải chủ động nói là anh ơi mua cái này về cho mẹ, mua cái này về cho ba, nhưng mà anh phải chính tay đem. Hoặc là sinh nhật của mẹ là con sẽ kêu con của con đem quà tặng cho mẹ, chứ con không có đem tặng. Lý do tại sao cái khoảng cách nó vẫn còn xa như vậy, trong khi mình ở tới cả chục năm trời rồi con? Chồng con rất là vô tâm, nói chuyện với mẹ rất là hỗn, con không thích điều đó. Nên thay vì là chỉ tặng, con nói với chồng luôn, con nói là ba mẹ ví dụ anh có tức giận bất kỳ gì anh không được nói tục. Chứ là chồng con rất là kiểu như là vô tâm với ba mẹ lắm, không có để ý tới ba mẹ chứ. Nhưng mà từ khi mà chồng con ở với con, kiểu như là con không có trực tiếp nói gì với ba mẹ, nhưng mà con sẽ làm cho chồng con phải hiếu thảo với ba mẹ. Con lại làm cho cái khoảng cách giữa mẹ con với con xa hơn nữa. Thay vì con cứ thân thiện, con cứ tới à mẹ quà của chồng con tặng nè, con cứ nói cũng được mà. Còn tại sao mình phải đưa con mình tới tặng cho mẹ? Tự nhiên cái khoảng cách đó, mẹ cũng thấy rất là xa. Thậm chí tại sao mẹ gọi điện con bắt máy, con phải chủ động bắt máy để con à mẹ ơi mẹ, mẹ cần gì mẹ, mẹ alo gì đó. Có đôi khi nó là gượng gạo đó, những cái giai đoạn đầu tiên. Nhưng mà chú nghĩ rằng nếu mà chúng ta chủ động làm cái việc đó trong một thời gian thôi, nó trở thành một thói quen. Chỉ cần nghe tiếng điện thoại thấy chữ mẹ chồng hay gì đó là mình bắt máy luôn, thì nó sẽ trở thành thói quen và từ đó cái khoảng cách nó sẽ gần lại với nhau. Đó, ngay cái chuyện mà mẹ con gọi điện con không bao giờ bắt máy, thì mẹ con cũng thấy là trời nhỏ này sao nó ở với mình mà tới bây giờ vẫn vậy. Làm dâu 12 năm mà sao mình gọi mà bắt máy. Ví dụ như có chuyện gì là yêu tôi với ba nó là đều đem lên nhờ nó hết, là tại vì nó biết rành hết. Thí dụ như bây giờ tôi muốn chuyển khoản mấy trăm triệu cho người ta thì nó vẫn lên nhờ nó chuyển khoản giùm. Tại vì cái tài khoản của tôi, nhưng mà tôi không có biết bấm sao để chuyển khoản. Vậy mai chứ đưa nó số tài khoản nó xài luôn. Nhưng mà cái là nó mẹ lên là mẹ kêu mẹ sai cái gì thì làm theo nấy. Nhưng mà nó vẫn khoảng cách, là cũng như là tại vì con á, là tại vì tôi hay cào nhào, là thì nói chung là cho nói với chú Hùng Linh là mình là người lớn tuổi, mình sợ những cái mà nó con mình nó không có chín chắn, rồi sợ mình sợ đủ thứ là mần nó không thành công. Cho nên thành ra thì mẹ mà bảo thủ, mà người lớn tuổi bảo thủ lắm. Bảo thủ. Sợ dù biết rằng đứa con tiền, nhưng mà sợ con mần thất bại. Bây giờ mình đưa cho con mình 100-200 triệu, 200-300 triệu, mình có tiền mình đưa, nhưng mà suy nghĩ biết con mình nó mần được hay không. Mình sợ con mình mần cái này không đúng, mần cái kia nó không đúng. Tại vì mình cũng thương trường là chiến trường mà, mình đã mần tranh rồi. Nên thành ra tôi với ba tôi bá nó rất sợ con nó mần nè.
nó không bằng mình, nó không có để ý những cái nó sơ xuất. Thí dụ giờ mua bán có cái nó, thí dụ 10 món thì nó cũng thành công, chú bán được 7 món thôi, còn 3 món là không bao giờ bán được. Nên thành ra mình rất là dè dặt, mình kêu con ơi phải cẩn thận. Thí dụ nó cởi mở lòng thì nó nói ừ mẹ ơi, con mặn cái đó được, mặn kia được. Giờ tiền nó xuống nó tâm sự cho mình, mình biết. Con này không có, nó không tâm sự. Thật mà nó cũng không nói. Nó cũng giữ kẻ đó, để nó tự làm cái đam mê của nó. Nó có thể thất bại đó, nhưng mà nó sẽ lớn lên. Không lẽ giờ mình cứ bao bọc nó hoài, đến lúc mình đâu bao bọc được nữa đâu. Cho cần câu rồi, bây giờ nó muốn câu ở đâu là chuyện của nó. Thậm chí muốn câu cá gì là chuyện của nó. Chứ giờ mình cứ bao bọc nó hoài rồi mai mốt nó không có lớn lên được đâu. Nó quen đó, đúng không ạ? Đúng rồi, bây giờ là hai vợ chồng nó nói là mẹ với ba hãy cứ an duyên là mần tuổi già mẹ với ba sống đi. Còn tụi con lớn rồi, con nó đã 10 tuổi rồi, tự hai đứa nó quyết định được. Nhưng mà chú Vĩnh Lâm biết không, tại vì tôi thì tôi tiếc là tại vì mình tài sản mình có sẵn, mình làm sẵn. Mà tôi nói chú là mười mấy năm rồi, mà ra Tết xong là hồi 19 tháng Giêng này, hai vợ chồng nó làm cái tôi chết đứng luôn á. Làm gì? Trang quán hả? Không phải, nó đương kinh doanh nó mặn xong xuôi vậy đó. Thì tôi với ba nó cũng như là thấy con gì nó mặn, nó không có, nó lơ đãng, nó không có mặn. Nó mình sợ thua sút người ta. Cái tôi lên tôi rầy nó, cái hai chồng nó, chú coi, tôi biết đó, biết là hai vợ chồng nó quyết định nó sẽ dọn nhà đi. Cái xong của chú coi nó, tôi hai vợ chồng tôi ở dưới tiệm dưới, hai chồng trên này dọn đồ đi. Trời đất, tôi chết đứng mấy tháng nay luôn á. Buồn chứ chị hả? Hai vợ chồng nó dọn đồ đi hết, cháu nội tôi cũng dẫn đi hết luôn. Ông nội nó đau trở lên tới bệnh viện nhân dân gia đình này luôn đó. Ôi là trời. Mà nhưng người ta nguyên một cái chợ, người ta nói là bố sao hai cha ông bà này im ru vô trời. Thấy con ở chỗ nó dọn nhà, dọn ra xe tải một xe luôn. Nó đi mà hai vợ chồng tôi vẫn làm thinh. Tại vì con nó tự nó quyết định nó lớn rồi. Hai vợ chồng tôi vẫn ở dưới tiệm không nói một tiếng nào. Tới chừng hai chồng đem xuống trả chìa khóa nhà cho tôi. Chị chú tôi đau lòng dữ lắm. Bây giờ con trả tiệm lại cho mẹ. Hai chồng nó quyết định nó đi về bên thành phố Cao Lãnh, nó ở bên chú coi. Cái nhà đó của mình cho nó luôn hả? Dạ mình cho nó mà, nguyên một cái tiệm luôn. Rồi tôi hỏi chú nó đương bán tiệm gì, cái bắt đầu hai chồng đóng cửa lại đem xuống trả tiệm cho tôi nè, chú coi đó. Nhưng mà trước đó là có chuyện gì không mà sao hai vợ chồng mình quyết định như vậy? Là vợ chồng em là không có thích cái nhà tập quá. Tại khoảng thời gian trước đó mấy năm, khi mà em mang bầu một bé thứ hai á, là chồng em bị não á chị, đầu ôm đầu rất là nhiều, là bị stress với công việc á. Khi mà bán tạp hóa là chú Quyền Linh Hỷ là biết là ở chợ đó mình phải thức sớm, tối thì phải đóng cửa trễ. Cái khoảng thời gian đó là cứ lây hoay ở nhà hoài. Rồi cái chồng bị đau đầu ôm đầu suốt, đến khi mà lên đại học y dược khám á, bác sĩ bắt buộc là phải mổ, tại trong não nó có một cái khối u mà kêu là tủ má bầm. Xong rồi cái mới chuyển qua Chợ Rẫy thì bác sĩ bên đây khám lại là nói là bảo là chỉ cần chích thuốc với uống thuốc thôi. Thì khoảng thời gian đó về là chồng con uống thuốc một năm trời luôn. Tối ngủ chồng cứ bị mớ á, là quơ tay vậy nè. Rồi kiểu như bây giờ là ảnh bị áp lực cho nên bây giờ ảnh không muốn kinh doanh cái nghề đó. Với lại phần thứ hai á, tụi con là kinh doanh bên mảng mỹ phẩm. Và cái TikTok thì tụi con mỗi ngày sẽ ra một cái video. Mà một cái video như vậy tụi con khi mà dựng lên á, nó sẽ rất là kỳ công. Nhưng nếu mà mẹ, kiểu như mẹ thì mẹ muốn là phía trước mẹ bán tạp hóa, phía sau con bán mỹ phẩm. Nhưng mà một ngày video tụi con làm á, rất là khó khăn. Tại vì tạp hóa thì khách cứ ra vô. Còn bên đây thì tụi con phải tập trung mỗi ngày ra video như vậy hoài thì nó sẽ không được. Tụi con không phát triển được. Còn ngành TikTok bây giờ nó phát triển rất là mạnh. Nhưng mà hiện tại đến hiện tại luôn, tụi con chỉ gây dựng mới có 17 video thôi mà tất cả đều lên xu hướng đó. Cái chị biết con là cũng từ TikTok. Thì con kiểu như cảm giác kiểu hai chồng rất là vui. Tại vì công sức mình bỏ ra, con nhiều khi con ngồi con làm tiếng tới 2-3 giờ sáng luôn mà. Rồi sáng hôm sau con phải đăng cái video đó đúng giờ. Tại vì con canh cái báo thức của mình, thì đúng giờ đó con đăng một ngày xong rồi chiều con phải quay video tiếp nữa. Nói chung là rất là cực. Nhưng mà con không có tâm sự được với mẹ vấn đề đó. Tụi con phải kinh doanh nghề tạp hóa nữa. Đúng rồi. Xét về 6 năm về trước đó, là em đã từng thất bại từ 2 năm đầu. Em kinh doanh một công ty khác em bị thất bại. Và đến hiện tại thì hiện tại em kinh doanh cái sản phẩm bây giờ là 4 năm. Và em thấy là nói chung là công việc em rất là phát triển. Hai vợ chồng em mới định hướng là muốn làm cái nghề này. Nó làm bên cái TikTok bên sản phẩm này nè, tôi cũng có đó theo. Nó dẫn lên trên công ty đồ này kia là tôi cũng có theo con dâu. Thí dụ giờ con mình làm thì nó phải nói cho mình biết. Đâu phải tôi có một cái nhà
Thí dụ giờ nó không làm ở tại tiệm đó phải không chú Quyền Linh, thì nó dời về đằng nhà ở hai cái. Thì bây giờ con cứ hướng nói giờ mẹ ơi con không làm chung cái nhà này được, thì con dời dời về nhà đằng kia thì ở cũng được. Còn này xong hai chồng dọn xong quyết xe tải chở tuốt cái gì ở bên Cao Lãnh ở bên. Rồi chú tôi gọi nó đem hai đứa cháu nội tôi đi luôn. Mẹ nói đúng đó con, tại vì con ngại con nói chuyện với mẹ thôi, chứ đúng ra mẹ rất là thương con bởi vì sự bảo bọc của mẹ cho con đó. Mẹ có rất nhiều điều kiện để tạo cho con dâu, nhưng vấn đề là con ngại con không chia sẻ với mẹ thôi. Ở đây thật ra không ai có lỗi cả, mẹ rất là thương con, mẹ muốn hỗ trợ con hết sức mình. Vấn đề mẹ không biết con làm cái gì để mà hỗ trợ. Còn con cũng rất là yêu thương mẹ, nhưng con ngại con nói ra rồi mẹ lo mẹ không cho con làm cái nghề của con, thành ra con không nói với mẹ thôi. Vậy thì mỗi người lại có một cái khoảng cách đó đó, rồi tự khóc một mình, rồi tự tủi thân một mình, đúng không con gái? Đúng là cũng như nó không có mở lòng đó, nó không mở lòng nên thành ra tôi cũng không hiểu. Thí dụ như về chồng nó về nói ờ mẹ ơi con cần 150-200 triệu là tôi đưa liền đó. Thôi ra phải chi con mở lòng con nói cho mẹ biết, bây giờ mẹ ơi con vợ con kinh doanh thiếu cái gì cái gì, miễn tôi nói tới cái bắt đầu nó nói nó muốn làm gì làm, cái mình nói nó cái nó nói giờ mẹ muốn cần con trả lại mẹ à. Rồi thí dụ chồng nó về cái nói ừ mẹ ơi bây giờ con bằng cái đó con thiếu con muốn kinh doanh bên đó vậy, mẹ đưa con 150-200 triệu thì tôi đưa liền. Chị xui tôi cũng vậy luôn, là hai bên đều giúp đỡ cho hai đứa. Nếu mà nói ra là xin mượn tiền mẹ để làm ở công việc khác thì sợ cô không cho, cô không đồng ý, thì nhiều khi là hai anh chị không có dám chia sẻ với cô. Rồi nó sợ mẹ à, nhưng mà cũng như quá. Là nó ngại, nó ngại nó ngại. Không dám. Nhưng mà nếu mà chia sẻ với cô thì cô có đồng ý đúng không? Rồi cô đồng ý mà, tại vì cũng như là cô nói là cái gì là phải nói cho cô biết, nó không có nói sự thật cho nên thành ra mình không có hiểu con mình nó sao. Sao con nói gái nói vấn đề là giờ hai chồng con muốn là mẹ chỉ là đi chùa chiền, họ đi tập thể dục này kia thôi, nhưng mà mẹ vẫn tiếc cái nghề đó, mẹ không muốn bỏ. Mẹ nói là bây giờ mẹ vẫn bán, tụi con tiếp mẹ phụ mẹ, nhưng mà bây giờ chân mẹ rất là yếu rồi, hai cái gốc có mẹ bây giờ đi không nổi nữa, rồi tụi con không muốn mẹ bán nữa. Cũng như tôi là giờ nguyên một cái tiệm, chú Quyền Linh biết, nguyên một cái tiệm tạp hóa mà chú muốn nghỉ đâu phải dễ. Đúng rồi đó, bán tạp hóa nữa hàng cứ bổ rồi hàng đúng vô rồi ngoài. Đúng rồi, mà phải chi bây giờ mình bị mai một mình không bán được thì mình nghỉ. Còn này mình ở giữa chợ bán rất là đông thì để cái tiệm sang cho tôi bán cho. Thì bây giờ tôi nói á, là bây giờ sáng sớm mẹ dẫn lợi mở cửa cho hai đứa, mẹ dẫn bán giác sáng, đâu phải thí dụ như nghề của hai đứa nó đâu phải làm hoài. Bây giờ hai đứa giờ nào rảnh hỗ trợ mẹ với ba, đặng bây giờ hai đứa con của cô là nó ở xa hết rồi, chỉ có hai đứa này nó ở gần thôi đó. Không được, không được, cái nghề mà bán mỹ phẩm phải làm tới tóc á là nó phải tư duy rồi tính toán quay làm sao mà nó tập trung bán tập quá, bán từng bán 500, 5 ngàn, 10 ngàn thì nó không có một cái đầu óc để làm nghệ thuật hồi bên đây. Hồi lúc mà chồng con còn bán cái đó đó, cái con không thể nào làm clip được, mà trong hệ thống con những cái người, tại vì con là nằm trong cấp cao của hệ thống, ví dụ có 9 người đi mà hết 8 người người ta phát triển hơn con không, cứ như con buồn. Đúng. Tức là con bị stress. Tại sao người ta có thể làm video, người ta phát triển, người ta hút qua Facebook, người ta bán hàng rất là nhiều, nhưng mà thời điểm đó con không làm được. Con không thể quay video được, con không làm content được. Con buồn khóc luôn á. Tức là mình đã, con này kiểu như con đam mê cái nghề này lắm. Con muốn kiểu như con phát triển bên cái nghề này, nhưng mà con không làm được với chính bản thân của con buồn. Chính xác như vậy. Thật ra cái đam mê đó nó làm ra tiền mà. Đúng rồi. Chứ không phải đam mê nó làm không làm ra tiền. Mà cái đó nó phát triển rất là dữ dội, thậm chí á là cái kinh của nó bán lời nhiều hơn là bán hàng tạp hóa. Đúng luôn. Rồi. Cứ ra vô mua 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn rồi lắc nhắc, rồi ngồi chờ cái hai một lúc nó dồn vô, nó mua tùm lum nào, sữa nào, dao ua nào, nước rửa chén tùm lum la, nó mệt lắm. Hồi tới tóc người ta chỉ làm radio lên xu hướng là bắt đầu cứ người ta tới đặt hàng là cứ giao thôi. Dạ, đúng. Nhưng mà thôi theo Linh á là cho nó theo cái nghề mà đam mê đi. Nếu người ta đam mê mà mình ép nó bỏ cái đam mê của nó ức lắm. Không, bây giờ chị không cho, chị cứ bắt nó phụ chị bán. Không, cái này là cô á là chị là nói là hai vợ chồng nó vẫn làm cái nghề đó, nhưng mà ở gần, bên đây là mẹ, bên đây là ba. Nhưng nó sợ. Ví dụ có thời gian 1-2 tiếng đồng hồ, thời gian nào rảnh thì bên đây ba có nhờ thì con lại, bên đây mẹ có nhờ con lại. Cũng khó. Nhưng mà bây giờ mẹ đi không nổi nữa. Bây giờ nó đang làm, đang video thì dạ, nhờ rồi sao nó bỏ cái lúc đúng nó quay được. Quay rất thì khó. Thì nó cũng ngại. Dạ. Một phương pháp nữa đó là mình thuê thêm người phụ đi. Đúng rồi, mình có thuê. Dạ. Sang cho tôi cái quán đi, tôi bán cho khỏi rồi thuê ai hết trơn. Hồi đó tới giờ là nhà tôi là dù khá giả nhưng mà không có ăn cơm gia đình. Không phải được phải chị. Bây giờ á, sau câu chuyện ngày hôm nay đó, chị với ông xã, với con trai, với con dâu hoặc gia đình ta phải họp lại với nhau ít nhất một tuần lễ, cùng cực lắm một tháng đi.
tôi phải có bữa cơm gia đình, tất cả quây quần. Thật ra thì tụi nó ở gần chị mà, mẹ con ngồi với nhau làm bữa bánh xèo, làm bữa gì đó, làm cái lẩu mắm, lẩu cua đồng gì đó, ngồi ăn với nhau mà vui với nhau. Thí dụ nó nấu cơm, nó nấu cơm là tôi với bà nó ăn, nhưng mà tôi nấu là hai chồng nó không ăn, là cũng như là không vừa khẩu vị hay gì vậy đó. Thí dụ mình kể lên mình là... thấy con mình lên mình tiếp đồ này không, kia không, hồi đó giờ là con không ăn cá được, nhưng mà ba mẹ rất thích ăn cá, nhưng mà con có thể nấu cá được cho ba mẹ dù con không niêm. Nhưng bữa nào thì chị nấu cũng có miếng thịt vô cho nó hồi nãy. Không, mẹ cũng có nấu, mẹ nấu thịt là con nấu. Ăn bữa cơm gia đình chung với nhau đi con. Con cũng rất là thích ăn mà kiểu như gia đình sum vầy là con rất là thích. Tại đó giờ là sinh nhật này kia trong nhà con thích tổ chức cho từng người luôn. Khi mà chương trình phát sóng á, chúng ta sẽ xem lại câu chuyện ngày hôm nay, rồi tự mỗi người chúng ta sẽ thấy mình thiếu cái gì trong đó. Và chúng ta sẽ kết nối lại, không muộn đâu. Đến lúc này thì đã đến lúc là chúng ta cần ngồi lại với nhau để nói tất cả những cái gì mà mình chưa nói được, như nãy giờ mình nói với nhau đó. Và khi xem lại cái hình ảnh này, chúng ta sẽ biết chúng ta nên làm gì. Chúc gia đình chị sau câu chuyện ngày hôm nay sẽ hạnh phúc hơn nhiều, bớt đi một chút, cũng không thiếu gì đâu, nó yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Bây giờ hát một câu nữa coi, thì con gái tặng quà nè, bây giờ quên đi, lau hết trước mắt đi. Mẹ thường bảo con thân gái đục trong, mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều cưng, chẳng thèm liều lo lấy thân. Lỡ mai về bên khó lòng, nhà người ta xem chẳng về gì đâu. Mẹ ơi, phận gái 12 bên nước, con biết bến nào trong, biết sông nào đục, biết rủi hay mai một ngày con xuất gia theo chồng. Trời ơi, bây giờ đó là con có thêm một diễn viên để làm TikTok cho nó lên xu hướng luôn. Không, mẹ mà diễn là số 1 luôn. Không, hồi nào tới giờ là tại vì hồi nhỏ tới lớn là tôi thích hát ca lắm. Mẹ con vui mà. Dạ đúng rồi, không có, tại okay, không có cách nói được. Đó, hai cháu nội tôi đó, thằng này nè. Đó, dạ, thằng này là thằng này là ông nội nó cưng nhất luôn nè. Vậy đó hả? Cưng lắm. Về thì cháu nội phải rủ ông nội đi chơi nè. Rủ ông nội đi ăn nè nha. Đẹp trai quá trời đất luôn. Hai thằng trai cũng đẹp trai luôn á. Nói y chang ba, nó không xê chút nào chứ. Nói mẹ bớt đi. Bớt việc, bớt việc. Quan trọng sức khỏe thôi con. Ha, con ít nói với mẹ lắm đúng không? Dạ, không có tâm sự. Tại sao vậy? Giống như là kiểu bằng không có quan điểm không có giống nhau. Bây giờ con gái chủ động luôn. Con với mẹ con có thể nói được nè. Con với con ruột rồi còn nữa, 12 năm làm dâu rồi. Bây giờ bắt đầu từ hôm nay, theo chú là không có khoảng cách nữa nha. Dạ. Muốn nói gì cứ lại nói thẳng với mẹ. Nhân dịp hôm nay có chương trình Mẹ chồng nàng dâu, con muốn gửi tặng cho mẹ món quà. Và đây là cái lá thư mà con tự biết. Rồi con gái đọc luôn đi nè. Con nhờ chú đọc giùm con. Phát đài chú Quyền Linh ha. Chú quan trọng chú đọc được không? Gửi tặng mẹ, người mẹ thứ hai của con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra một người con trai quá hoàn hảo. Dẫu anh ấy bây giờ có tha thiết yêu con thì vẫn chẳng ai thay thế được mẹ đâu mẹ à. Mẹ chẳng cần phải buồn phiền khi thấy anh ấy quan tâm và lo lắng cho con, vì trước khi làm những gì điều ấy cho con, anh luôn nghĩ về mẹ trước hết. Con thiếu sót điều gì thì mẹ mong mẹ chỉ dạy. Chỉ cần những điều con làm được, con sẽ cố gắng để mẹ vui mẹ nhé. Mong mẹ hãy vui vẻ những năm tháng sau này khi có vợ chồng con bên cạnh. Con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ thấy sao? Cảm ơn con. Thấy chưa? Mẹ muốn nói gì không? Mẹ cảm ơn hai đứa, nhưng mà cái là tại mẹ tiếc quá mà bỏ uổng. Nên thành ra ví dụ như có giây phút nào mà con cái như là tiếp được mẹ với ba thì tiếp. Chứ giờ tôi xương công tiết diệt quá à cho Linh ơi. Không bỏ được chữ tiếc nữa hả? Không biết, không bỏ được chữ tiếc. Chú thấy là vợ con là tốt đó. Thì đó, thì tôi cũng thấy là ăn dâu á. Cô có khuyên con trai mình không? Có, có khuyên. Thôi lúc chồng giận bỏ đi chỗ khác đi con. Chồng mình giận, mình biết cái tính mình bỏ đi chỗ khác.
khi nào mà nó hết giận con nói đại nó, nói to nói nhỏ nó. Dạ mà giờ con chắc cô cũng ngưng công việc làm hồ rồi hả cô? Rồi đẻ ăn đứa thứ ba rồi không có đi nữa, ở nhà rồi cái lo nhà, nuôi bò nuôi u đồ cũng dành dụm ở nhà mần. Nó thằng kia thì mần không được thì con này nó đi mần công ty. Đẻ ăn nhỏ thứ ba xong rồi cái đi mần tiếp. Gần nhà không chị? Dạ ở Bến Tre khoảng 1 tiếng đó chị. Cái tôi nói thôi giờ thẳng thẳng rồi không ấy bay xanh nữa đi, xanh cho kiếm thằng trai. Ba người con gái, hai đứa con gái rồi. Đầu là hai đứa con gái. Hai mới đầu hai đứa con gái rồi. Dù gì sau này nó cũng lo cho cha nó cũng đỡ. Mẹ an tâm tuổi già rồi. Có thằng nó đi không đúng không được, nó cũng già cả rồi không có con trai. Ai về cái nó cũng nghe lời. Để đẻ, đẻ là đẻ ăn nhỏ sao lên hai vợ chồng dắt đi sàng lọc. Tôi cũng trông thiệt con trai hơn gái. Cái vô sàng lọc cái người ta nói vợ không biết trai gái gì đâu, nhưng mà chắc chắn là con gái. Điện thoại hỏi vợ mày sao rồi, bà về bà hỏi nó. Mà hai vợ chồng cằn nhằn từ ở Bến Tre cho về nhà, không cho nhỏ ăn uống gì hết. Vợ về tới nhà luôn, bà hỏi nó. Cái tôi nói ủa gì kỳ vậy. Tôi nói mày đừng nói vậy, ví dụ giờ gái trai cũng được, nhưng mà tại đâu phải mình nó, cũng hai đứa hết chứ đâu phải mình nó đâu. Đúng rồi, gái trai gì không được, thôi kệ đi con, gái cũng được nữa. Giờ đó lọt cái cục này ra rồi em, tối ngày cha ơi cha cưng đội trên đầu luôn. Đừng có ép con gái phải sanh con trai nữa cô à. Cô có mong muốn sanh trai nữa không? Không, bây giờ thấy con dâu mình sanh đứa con gái sau này nè thấy cũng tội nghiệp. Sanh đi sanh hai mẹ con đi lên sanh thiệt cũng khổ. Chở nó lên trên nó nói mẹ ơi tự nhiên con muốn đau bụng rồi. Cái nó thôi vậy đi liền đi lên Bến Tre mà chú về Linh nghỉ coi tiền túi có 400 ngàn đi đẻ thì có 400 ngàn lên nó ủa trời đất ơi tối bối rối hết trơn rồi. Hồi đó cũng 11-12 giờ đêm rồi. Cái giờ làm sao cái nhỏ cháu dâu nó đi theo, nó chở nhỏ này lên, nó đem tiền theo thì lên đủ tiền đóng 4 triệu. Còn có 400 ngàn ra mua đồ cho con nhỏ này chứ chưa mua được đồ em bé nữa. Nó khổ vậy đó. Cái sau lên cái rồi vô cái mạng nhỏ này nói chung là sanh đứa thứ ba vậy chứ cũng sanh lẹ. Thôi đừng có sanh nữa. Mai mốt mà chồng con với mẹ chồng mà bắt đẻ nữa là không có đẻ nữa nha con nha. Dạ. Không, dạ thôi giờ chứ không đẻ nữa thôi đâu. Thôi nha. Trai gái như nhau hết. Đúng quan rồi. Trọng là nó khỏe. Mai mốt có lớn lên nó lo cho mình. Còn mình mà đẻ càng nhiều mình càng khổ thêm nữa đó. Bởi vậy. Mà khổ nhất là... Nhất là con bé. Đúng rồi cô ạ. Mới lần đầu lên vô nhập viện cái cô bác sĩ mới nói vậy. Sanh đứa thứ ba này coi chừng là băng huyết mà tử vong từ mẹ đến con. Mà con nhỏ này là ký giấy là cương quyết rồi hả? Có như vậy thì cứu con chứ đừng cứu mẹ. Nó cam đảm tới vậy luôn. Cái tôi mới nói cô đừng làm vậy. Con đi đẻ không có chồng gì con thấy tuổi không? Dạ con cũng không tuổi này, con biết cái hoàn cảnh. Tại vì chồng con thì không có đi đứng được như người ta, mình không có chăm sóc cho con được. Nhưng mà bù lại con được mẹ chồng con lo rất là tận tình luôn. Thậm chí ngay cả mẹ ruột con chưa lo được như vậy. Mẹ chồng con thương con lắm đó. Thì thương con dâu lúc mà. Lúc đầu cho lúc cuối luôn, nãy giờ kể thấy mẹ chồng rất là thương con. Nhưng vì hoàn cảnh nó rất là khó khăn, mẹ chồng bây giờ làm hồ để lo cho con thì với lại cháu nữa. Cô thấy không, bây giờ đẻ nhiều khổ được nhiều cô vậy, giờ cô có đẻ thêm thằng con trai nữa đi cũng càng khổ thêm nữa. Kinh tế mình là ai là trụ cột chính cô? Nhà kinh tế trụ cột chính là có đứa con gái. Hiện giờ thì tôi cũng nhờ một đứa con gái. Lấy chồng chưa? Thì có chồng rồi mới nhờ nó. Trời ơi, nửa đứa nó có con có chồng nữa. Nước ngoài, nước Pháp. Thì hồi đó thì nghèo thiệt. Đẻ ăn nhỏ thứ hai, cháu nội thứ hai tôi cũng còn nghèo. Nhà nước cho được cái nhà tình thương. Con cũng bận rồi, nhưng mà giờ vậy đó. Con đi làm tháng được nhiêu? Thì con hồi con chưa có sanh bé á. Con đi làm tháng có 4 triệu mấy, 5 triệu à. 4 triệu mấy, ba đứa con. Dạ. Ông chồng không có làm gì ra tiền hết. Mẹ cũng làm gì ra tiền hết. Mẹ có ngại nhà đi cắt cỏ bò chú thì đứa em thì lâu lâu nó có thì nó cho giúp đỉnh, còn không có thì thôi. Rồi thí dụ gì nó không có thì sao? Con lấy gì con nuôi ba đứa con mà còn muốn đẻ hai đứa tù tì đẻ nữa.
Hiện giờ đẻ hay không cho vợ chồng nó ra, mình đâu có cấm cản được phải không? Có khi nào chồng không kêu con đẻ đương trai nữa không? Anh nhiều khi anh cũng nói có đẻ cho sanh cho anh thêm thằng trai nha. Ổng đâu có nuôi đâu. Ổng có được kiếm con khác. Rồi xong rồi ảnh thường nói là nếu mà con không sanh á thì ảnh kiếm người khác sanh. Cái con mới nói em cho anh kiếm người khác sanh luôn, tại vì em có mẹ bảo kê em không sợ. Đúng. Thì nói gì chứ bây giờ là thôi, tôi cũng nghĩ rằng thôi nó ốm yếu quá thôi kệ ba đứa được rồi. Trai gái gì vậy được đi chứ. Yếu là không là do ba đứa con gái á. Dạ. Cô phải nói chuyện với con trai cô như vậy. Chứ nói thì nói con trai vậy nhưng mà mấy cô á, mày đẻ cho tao năm đứa con gái của Long công chúa cho tao. Rồi mấy cô á, cô có cho tiền không? Mấy cô có cho tiền không? Đó lắc đầu kìa. Cho tiền thì tôi đẻ cho. Nhưng mà thường thì mỗi ngày chị đi làm thì ai trông ba đứa nhỏ? Em về em nghỉ ở nhà luôn rồi. Ồ vậy rồi, hả? Xong. Thì hồi sanh con nhỏ ra đó là tới giờ luôn là không có đi làm nữa. Cô có đi làm nữa không? Không luôn. Đây có đi làm không? Không. Ông chồng có đi làm không? Không. Ba người trong nhà không đi làm, nuôi ba đứa con. Nuôi ba con bò để hàng năm nó có đẻ bò con nuôi bò qua. Bò đẻ thì được, người đẻ không được. Giờ cô làm sao cô nuôi bò càng đẻ nhiều càng tốt. Thì đó bây giờ nuôi ba con bò, sáng bữa nào cũng đi gắt 6 bó cỏ về cho ba con bò đó ăn. Bây giờ đề xuất là bò đẻ, cấm người đẻ. Giờ không cho người đẻ mà cho không bò cho người đẻ nữa. Dạ. Cô đồng ý không? Đúng rồi, giờ cho bò đẻ chứ không cho người đẻ. Cho bò đẻ, con đồng ý không? Dạ chịu. Chịu nha. Dạ. Nhưng mà chị Nghĩa ơi, ngày hôm nay đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đó, thì em không biết là giữa chị và mẹ chồng có những cái buồn vui hay là có điều gì chị muốn nói với mẹ chồng không? Dạ buồn vui thì em nghĩ chắc không có. Nhưng mà cái điều mong muốn của em là mẹ được nhiều sức khỏe. Hiện tại thương em như thế nào thì trong tương lai sẽ thương em còn nhiều hơn thế đó. Thương là chắc rồi đó. Thương chứ. Thương lắm. Bị nhiều con gái mình ở xa, con dâu cũng như con gái. Thì thương con gái. Có thể nhiều khi thương con dâu cũng, con gái nhiều khi nó cũng phân bì. Mẹ thương chị hai nhiều hơn con. Nói là con ở xa, con có mẹ chồng bển, mẹ chồng với chồng con thương con. Còn ở đây thì mẹ thương dâu cũng như con vậy, nhưng mà chắc thương con dâu nhiều hơn quá. Vì diện dâu nó lo cho mình. Còn con gái thì nó cũng, mình cũng thương nó nhưng mà nó có chồng ở xa rồi. Sớm hôm tắt lửa tối đèn con cũng nhờ dâu con mà. Dâu đúng rồi. Dạ. Nó còn con dâu con ruột mình ở xa quá nó không lo vậy. Đúng là con dâu con ruột nó phải thương chị dâu nó nhiều hơn. Và nói đây nói chơi chứ em trai đó ở nhà, những cái lời chia sẻ từ nãy giờ của chú Quyền Linh với mẹ con đó, con cũng suy nghĩ đi nha. Mình khó khăn lắm đó chứ không đơn giản đâu. Đừng có cố gắng sinh đứa con trai không được gì đâu con. Không được gì hết trơn á. Thấy không? Nó chỉ khổ thêm cho mẹ con với lại vợ con thôi. Mà còn khổ hơn nữa. Tới chừng mà không có tiền rồi lúc đó mới, nó mới thấy cái khổ kinh khủng khiếp nữa. Phải như vậy. Nó nói vợ không đẻ, mượn người khác đẻ. Ai mà đẻ cho con? Người ta thấy vậy ta sợ rồi. Con nói thiệt với cô chứ bây giờ nhiều cô gái thấy vậy người ta rút lui chứ. Lúc rồi gì tại chú Hồi Linh nói vậy chứ nó tiền nó đi không được chứ hồi nó còn con trai hả, nó ghệ nhóc luôn đám cưới với con này mà con kia xuống khóc nàng nỉ biểu đừng đám cưới với con này nữa đó. Lúc đó khác quá à, lúc người ta chưa biết. Bây giờ tao biết rồi đó, nó ghệ dữ lắm á. Lúc đó khác quá à, lúc này khác đó, vậy. Cô tin con đi, không có người phụ nữ nào mà thấy gia đình ta ba đứa con là vô đẻ thêm cho ta đứa nữa đâu. Mà gia đình mình nói thật ra cũng đâu có khá gì đâu. Mình thấy được cái bức tranh mình như vậy chứ mình đừng có tưởng là trời ơi nó thiếu gì thằng đứa đẻ. Con không biết là hai mẹ con mình có hợp hay là không hợp nhiều điều không cô? Hai mẹ con ngồi nói chuyện hay là có cái chuyện gì, hay là kêu con ơi con mặn này với mẹ. Thì nó có cái tật hả, mặn nặng cái gì với mẹ là cười. Cười ngắt 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 chọc mẹ. Thấy con dâu mình vậy cũng tội nghiệp cũng thương thương. Thì thôi con dâu nó cũng thiệt thà, cái gì cũng chọc mẹ chồng cũng hợp hả. Đi mà cái gì nấu ăn cái gì ha, mẹ ơi chiều nay mình ăn gì, ôi nó ăn gì ăn. Có còn cho con gẹo mẹ nữa, nhiều khi ai lại chơi đòi cáp mẹ người này người kia vậy á. Con mới nói giờ muốn cáp mẹ con cũng được nữa, giờ đưa con 200 triệu đi con gả luôn. Gả vợ chồng 200 triệu rồi, 200 triệu nghe không. Có một bữa có cái anh lại chơi nói con dâu bà gả bà cho 200 triệu giờ bà chịu không? Tôi nói trời ơi, gả 200 triệu dữ vậy hả? Có bao giờ con nói là yêu thương với mẹ chồng con chưa?
Dạ, con thì giống như con người sống nội tâm, con không có nói ra. Nhưng mà con làm hành động thôi, dù mẹ bệnh thì con lo. Con nấu cháo hay là hỏi mẹ ăn gì con nấu thôi. Tại vì con không có phải là người sao dễ ấy ra ngoài. Cũng con như là thiên để trong lương tâm, không nói ra. Con thường xuyên nấu đồ ăn cho mẹ ăn được không? Món gì mẹ con khoái nhất? Mẹ thì chị con hay nấu món lẩu. Lẩu ha? Hồi ăn cái gì mà ví dụ như ăn gì thì kêu con làm nước mắm. Thì con mẹ chỉ dự ý là nước mắm với lẩu thôi. Rồi, thôi cảm ơn hai mẹ con rất là nhiều về cuộc trò chuyện hôm nay nha. Dạ. Chúc cho mẹ con thật nhiều sức khỏe. Dạ. Chúc cho mấy con bò nó đẻ nhiều càng tốt. À, chứ bò đẻ nhiều. Dạ. Bò đẻ chứ người không đẻ. Không đẻ. Ba đứa nhỏ nó có sức khỏe, nó lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương. Ừ. Đủ cơm, đủ cháo, lo cho nó học mới lớn là được rồi. Ba đứa nhỏ nó sẽ lo lại cho cha mẹ, ông bà. Chúc cô mạnh khỏe. Dạ. Hai mẹ con. Thôi, cảm ơn. Dạ. Dạ. Hai mẹ con gặp cảm thật nhiều may mắn nha. Dạ. Giờ coi lại clip cũ. Để mình đi chợ đồ này kia. Dạ. Thì người ta khen nói quay. Mẹ có mở TikTok cho mẹ không? À, dạ, quen một thời gian bớt ngại rồi mới mở lại cho mẹ coi. Không, như giờ mẹ có chơi TikTok không? À, dạ có, mẹ lướt có clip mà con mượn phụ đóng giùm. Mà mẹ làm diễn viên rỗng luôn. Phụ đóng luôn nha hả? Có clip nó mượn mẹ vai đó phụ giùm. Đóng gì? Thì đóng này kia. Nó kêu nói này kia mình nói theo nó. Nói gì? Diễn viên này diễn viên khó chịu lắm. Đâu vậy? Mỗi lần mượn quay là phải năn nỉ cả nửa tiếng đồng hồ mới xong. Có cách xe không? Không có trả tiền không? Hả? Chưa. Muốn cái diễn viên chưa không? Chưa là cũng đang chờ đó nha. Trời. Chưa mời diễn viên xong trả tiền người ta. Chắc không có cách xe nên hơi quạo. À đúng rồi, không có cách xe quạo chứ. Giữ con gần chết luôn mà. Thì đó, không có cách xe. Nghĩ sao cách xe không cô? Nghĩ sao vừa bắt ba giữ con bắt tôi quay TikTok nữa. Quay xong rồi chồng không coi cũng khoái không. Ông có nói xàm không à? Tối ngày làm xàm, chuyện xàm không à? Hiện nay ông cũng im luôn rồi vì ai cũng khen á. Dạ. Bữa nào cũng rủ ba không quay. Ai cũng khen á, rồi ông không có nói gì. Dạ nữa. Là con kêu ba con mặc lấy bao bố khoét lên dưới mặc vô mẹ con mặc bộ đi từ chuồng heo đi ra. Không ấy. Bắt quay cạnh đó chắc phải năn nỉ cả một tháng rồi. Nhưng quay không đóng được, mẹ con đóng được không? Dạ thì mẹ chỉ chưa được lắm. Hay là cái gì nó kêu mình làm vậy mà nó cứ quay đi quay lại mấy lần mới được, nó thôi ta làm biến quá, cứ làm hoài vậy à. Kêu nó trả tiền đi chứ. Phải có tiền mới làm chứ, kêu mấy lần luôn vậy đó hả? Kêu hoài làm biến đó. Đóng dây sang trọng hay giống dây nuôi heo vậy. Không mà vui mà. Ở TikTok cũng vui mà, biết đâu có tiền đó. Hiện nay có người cũng mướn quảng cáo rồi. Ồ, vậy là cũng được mướn rồi đó. Mướn quảng cáo. Dạ, rồi ráng thì mình làm được thì mình làm cho vui. Đúng rồi. Có thu nhập nữa. Mà bớt thu nhập cũng nhiều hơn bán dừa luôn. Dừa giờ nó rê à. Câu nẻ lắm hả? Nó rê à. Vậy nó mới chuyển qua TikTok đó. Đúng không? Giờ tội nghiệp mà những người trồng vườn gì cũng rẻ chứ. Lúa thì rẻ quá rồi, cái giờ qua dừa cái đó cũng rẻ rề luôn. Trời ơi, xui không? Bán trà sữa thì cũng dẹp. Chuyển qua làm lúa cũng dẹp. Giờ tới dừa nó xuống giá rồi. Sao tình hình giống mẹ con quá vậy? Giống mẹ lại lọc quá vậy? Làm neo. Làm tới đâu dẹp tới đó. My ơi, My thấy mình là hợp với mẹ điểm gì nữa không? Em với mẹ thì hợp nhau về chắc là em thấy là không hợp nhiều hơn là hợp. Không hợp nhiều hơn hả? Tại vì nó hay gãi lộn mà, kêu quay còn không quay mà. Không hợp cái gì? Giống như là mẹ thì tính mẹ là nhanh nhẹn, thích làm nhanh gọn lẹ, làm rớt rẽn làm cái làm liền. Còn em thì mò rê. Cho nên là mẹ không có thích mà chậm chạp vậy, mẹ thích làm lẹ lên. Mẹ tính em chậm chạp đó giờ nên em làm lẹ là không được. Tắm tới 1 tiếng mà. Tắm 1 tiếng ăn 1 tiếng nữa. Ngày nó vừa tắm vừa ăn là 4 cử. Tức là sáng tắm mà cử ăn cơm,
Không rồi chiều tối chứ tắm cưỡng cơm, ngày nó mất 4 tiếng tắm với ăn cơm rồi. Lâu lắm mà nó bề nó sao á, nó lề mề. Mần là đúng rồi đó. Không có cái gì cũng gọn ghẻ. Vậy là vô chăm em bé làm sao cô? Hả? Chăm em bé chắc cô chăm chánh hả cô? Chăm nhiều, bởi rằng cháu nội giờ nó đòi cô không à. Dạ. Nó đòi mẹ nó ít. Thấy mẹ nó lề mề, nó muốn ăn ấy. Nó đang khóc nửa tiếng hồi chưa thấy mẹ đem tới. Khóc lòi đúng không ạ? Nhưng mà gọi là gì đó à, giống như cái câu chuyện vợ đầu vậy đó ha. Dạ. Vợ đầu vậy, hậu đầu vậy đó ha. À, nhưng mà bé nó còn nhỏ dễ thương vậy đấy. Thật ra cái xu hướng giờ nó đang đi làm cái công nghệ đó. Dạ. Ít có quan tâm đến chuyện đó. Thật ra bây giờ công nghệ mà giỏi đó, mà đúng nữa thì cũng kiếm tiền rất là tốt luôn. Thôi nó giỏi đó, cho nó giỏi đi. Chuyện nhà mình cố gắng mình làm đi. Bởi vậy sáng là hai vợ chồng là rù rì là nó kiếm kịch bản. À. Kiếm kịch bản không, trưa làm cái đó, dạ. Làm cái kịch bản đó. Cái đó là gì? Thì TikTok rồi nó hơi đó. TikTok hả? Mấy bài vui kêu TikTok gì đó. Rồi cái nó suy nghĩ cái đó rồi riết rồi nó làm như đầu óc nó gì đâu á, rồi nó làm nó bỏ tùm lum tùm la rồi mặn gì quên ấy thì dạ. Rồi thấy vậy mình dọn dẹp rồi càng cực nữa. Nhiều khi con nó quên cho ăn luôn. con này mấy? Dạ con đang 11 tháng. 1 tháng hả? Dạ. Chắc mẹ con chăm hết 10 tháng hả? Chờ cái lúc mang bầu, cái lúc sanh thì sao cô? Thì tới chừng đi sanh thì cũng mình đi theo. Dạ. Đi theo rồi sanh trong bệnh viện á. Rồi về thì cũng ẵm cháu rồi vô cho con cháu bú rồi suốt luôn vậy. Thì cực quá. Ớn rồi, giờ thôi. Còn thằng nữa. Còn thằng nữa. Không mong muốn gì hết. Nó thôi, giờ tao không cưới, đi kêu cưới vợ vậy, chừng nào cưới đi. Con dâu giờ ớn quá rồi, thêm con nữa chắc về tao mệt chết luôn. Giờ nó đẻ thêm đứa là, nó đẻ thêm đứa là mệt lắm luôn á. Ngày nào cũng chặn đầu hết, nó khoan nó đẻ, chừng nào tôi kêu nó đẻ, mình đẻ nữa. Vậy chứ giật cực quá trời mà. Đúng rồi. Cực quá, cơm nước rồi mình không. Dạ. Sáng ngủ dậy cũng mình, rồi đi chợ cũng mình, rồi về nấu cơm cũng mình. Con nó lái ỉa gì cũng mình. Đó đó, nhiều khi nó xí ỉa thì cũng mình rửa đít thì ấy nó hết. Cháu nội hết. Trời đất ơi. Vậy có hối hận bán trà sữa không? Hối hận bán trà sữa. Rồi nhưng mà vậy thôi thì hai mẹ con mình có những kỷ niệm nào mà đáng nhớ với nhau không cô? Bị về mới có 2 năm rồi cũng dạ. Không có kỷ niệm gì nhiều. Thì cái nhiều nó toàn là gây khó khăn cho mình không hả? Đó đó, gây khó khăn không hả? My thì sao? Em ấn tượng nhất là cái lúc mà em đang mang bầu bé á. Thì lúc mà em có bầu thì mẹ không có làm gì, không có cho làm gì hết á. Thì cứ mẹ sợ làm nặng nhọc mệt này kia thì mẹ cứ làm, mẹ không có đợi mà em rảnh em làm hết, thế em làm gì đó là mẹ làm hết trơn chứ mẹ không có đợi mà đợi cho em làm. Thì cái lúc mà em có bầu em bé trai thì em hay thèm ăn ngọt lắm. Thích ăn chè, sáng bữa nào ngủ dậy thì mẹ cũng kêu là con muốn ăn gì để mẹ mua đồ ăn sáng cho. Thì có thích ăn bánh kẹo gì không, hay bánh lặt vặt này kia thì mẹ mua cho. Thì mẹ mua để sẵn đổi rất là nhiều, để quá trời luôn. Toàn là chè rồi bánh rồi em ăn thả ra ăn đã luôn. Ăn tới lúc mà đi khám định kỳ á thì bác sĩ nói là bị đường cao, bắt buộc là phải cử đường 1 tháng rồi, phải nhịn ăn 1 tháng rồi. Trời ơi. Thì nó cũng thấy rất là tiêu cái vụ đó. Lúc đi sanh thì sao? Lúc đi sanh thì do lúc đang giãn cách xã hội bị Covid thì chồng với mẹ đi theo, thì mẹ chăm em bé hết. Thì mẹ cũng như sanh lâu lắm rồi nên cái khâu chăm em bé cũng còn chưa có rành lắm, nhưng mà bắt buộc rồi mẹ phải vô. Mẹ nói sợ lắm, em bé gì mà nhỏ xíu mà nó đỏ hỏng, ẩm cũng không dám ẩm mà đụng cũng không dám đụng. Giờ bắt tôi ngồi tôi chơi bú thức nguyên một đêm. Qua bữa sau thôi, đậu ơi đậu, giờ bà nội chắc bà nội trốn về, bà nội không dám ở đây nữa quá, bà nội ớn lắm rồi, đừng có khóc nữa. Mà có trốn về thì không không nói vậy chứ nói sao bỏ cháu được đúng không, nói vậy chứ đợi về luôn sao không kêu ổng vô ẩm giùm. Lúc đó ông quay TikTok lại. Lúc đó là tạm nghỉ. 3 tháng sau con mới quay lại. Thật ra là chú thấy mẹ con là người rất là vui tính. Dạ. Rất là dễ thương, hòa đồng. Nhưng mà với 2 năm như thế đó, thì
thì mình cũng dành thời gian theo chú đó, là con cũng dành thời gian để con chút quan tâm đến mẹ chồng của mình, quan tâm đến không chỉ gia đình nhỏ giữa hai vợ chồng con cái, mà quan tâm đến gia đình lớn của mình nữa, là ba với mẹ chồng nữa. Biết rằng đó là một trong những công việc mình đam mê yêu thích, nhưng mà mình trích ra một thời gian nào đó, thí dụ như một ngày hai ngày đó, mình trích ra mình dành thời gian để đi chợ rồi nấu một vài món ăn cho mẹ của con. Chú theo chú nghĩ như vậy. Dạ. Chứ cái đà này mà thì nói chừng năm, hai năm rồi, ba năm tới bốn năm là bực lắm rồi nha. Hả? Bởi vì giờ sợ lắm, sợ nhiều khi bệnh đồ này kia thì nhà cửa không ai làm đó. Thì mình không hả, nhiều khi chén đồ nhiều năm bữa năm rửa năm lần nó rửa một lần mình rửa bốn lần rồi. Thế là nhiều khi nó cũng phụ ít rồi thôi kệ hả, nó mận gì mình làm luôn chứ không có chờ đợi nó gì. Không có chờ gì nữa à. Nó lo chuyện nó còn chưa xong nữa mà. Rồi là rửa hết chén nấu cơm rồi hết. Con thấy con thiếu sót với mẹ chồng cái gì không? Dạ là cũng như con cũng còn hơi kiểu như con mới vừa học để học xong là con lấy chồng rồi, nên là cái khâu bếp núc đó thì con chưa có rành thiệt. Con thì con nấu sao có ăn vậy à. Cũng như việc nhà thì mình khi nào mình làm thì mình làm, chứ mình không có gấp đó. Mẹ thì mẹ thích gọn gàng liền, làm liền cho mẹ. Thì em thì em con thì con hơi mò hơi rề rề, thì như vậy thì mẹ chưa có hài lòng lắm, thì sẽ cố gắng khắc phục là tắm lẹ hơn chút xíu. Sống lẹ hơn. Còn bộ. Cái này là nó ở nhà đó nay 2 năm mà nó chưa quét hết cái nhà. Chỉ cái bữa nói nó nói ở đâu thì quét đó. Chưa có đi, chưa quét hết một cái nhà luôn. Cứ đường ở đó thì quét đó. Là quét đúng cái phòng nó đi ra. Quét cũng lâu lắm, mới cầm cái chổi quét. Khi nào ra cái gì mà rớt ăn uống, con nó ăn uống rồi rớt cái gì hộp cơm gì nó mới quét. Bữa nào chị nghĩ ra một cái câu chuyện là cô dâu quét nhà, quét hết cái nhà luôn. Rồi cái có câu việc gì cảm động á, nghĩ ra cái bản cho nó quay TikTok. Nó quét cho chị coi nè. Nó quét nó không còn cái gì luôn. Bởi vì nhiều khi nó cũng đi nó về đây nay 2 năm rồi mà cái nhà nó quét chưa hết nữa. Là sao kỳ vậy? Nhà chưa quét hết. Nó ở chỗ nào quét chỗ đó hả? Nó ở chỗ nào nó quét, nó ở chỗ nào quét chỗ đó. Tại nhà thì có cái nhà thờ ở trên á, thì nó chật lên, thấy ít không có ai lên trển hết nè. Con không khi nào con lên trển, ở dưới nhà sau. Vậy thôi thì nó khỏi ở, khỏi quét đúng không? Nghĩ cũng đơn giản ha. Thật ra thì bé cũng còn nhỏ, còn trẻ khi lấy chồng, nãy bé cũng chia sẻ rồi. Lấy công việc của bé hiện nay nó đang gọi là đang thịnh hành đó. Nó đang đeo đuổi chuyện đó, nếu mà nó thành công cái việc đó thì chắc có lẽ nó sẽ đền bù cho mẹ chồng rất là nhiều luôn. Còn nó không thành công thì chắc cũng không có bù gì đâu. Lỗ thôi, luôn, không thành công lỗ luôn. Lỗ luôn á, lỗ nhiều lắm á. Thôi, sẽ thành công thôi. Tôi nghĩ rằng nếu mà đam mê, cố gắng thì nó sẽ thành công thôi ha. Bây giờ thì... Tinh Tôn, ở chút nha, có ai ngồi ai cửa? Thôi, đúng rồi. Con ra con mời vô đi. TikTok con ngay là được nhiều người coi rồi. Dạ, con tạo cái kênh này là kênh thứ 3 rồi. Mình không biết nó kia bị vi phạm, bị xóa nick hoài, thì cái này là cái nick thứ 3 là được có 100 mấy chục ngàn à. Còn ít lắm. Con nhờ mấy bạn này kích lên nè. Nhờ các nghệ sĩ đây nè, kích lên cái lên liền. Ủa? Ở đây mọi người không làm, chứ làm cái toàn là tính triệu không mà. Qua chú mới đăng có 2 tiếng đồng hồ thôi mà lên 7 triệu mấy view. Con thì con đâu có biết đâu, mình đang chơi thôi, thì muốn nó lên như lên chứ mình đâu có không biết. Mình phải thật ra phải cái dạ. Nội dung nhiều. Dạ, con xin mời cô ạ. Dạ. Chào chị. Tao không biết sao. Chồng của My, à. Này bắt ba. Dạ. Rồi. Chào chú Quyền Linh. Rồi, mời chị ngồi đây ạ. À. Dạ. Xin mời. Rồi. Dạ. Đây ngồi với bà xã đi ha. À, đây bà xui đó hả? Bác làm nhà, bán trà sữa. Bán trà sữa chung á hả? Bác ba nó cũng thấy rồi, bác ba nó cũng cấp cáp thấy nó cũng đó. Đẹp gái rồi. À bác ba phát hiện đầu tiên đúng không? Thì lỗi bác ba. Đẹp gái thì đốc mà về làm dâu rồi không. Đốc làm dâu hả? Đốc chuyện đốc mẹ mày nè. À. Vậy là đốc thấy nó đẹp gái đó. Lâu lâu mà nếu mà mi nó ít làm á
Ừ. Nhờ bà bắt ba qua làm phụ. Nói con. Thôi kệ, để từ từ nó làm à. Nó còn nhỏ. Mình nói nó từ từ. Con nhìn cái gì vậy? Con có thằng gì? Trai đó. Con tên gì á? Con tên Đậu. Đậu hả? À, hàng chi mẹ Đậu.